Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn hiện nay, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều này, thì một trong những giải pháp cấp thiết là phải xác định đúng vị trí việc làm cho từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, nhiều năm nay, tinh giản biên chế, đặc biệt là tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, vẫn luôn là một bài toán khó. Khoảng 24.000 người là số lượng viên chức năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh đã giảm được so với năm 2015. Tinh giản biên chế, bộ máy hành chính được tái cấu trúc, thế nhưng điều đáng nói là số công chức lại tăng gần 1.700 người. Việc tinh giản biên chế chủ yếu diễn ra cơ học, tức là thuộc diện cán bộ về hưu hoặc thôi việc, còn lực lượng thuộc diện cắt giảm chỉ chiếm tỷ lệ rất ít. Tinh giản biên chế không có nghĩa là giảm một cách cơ học, mà tinh giản biên chế nhưng vẫn bảo đảm là nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của các cái cơ quan tổ chức. Vậy thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải xác định rất rõ các cái nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ thì chúng ta phải xác định con người, số lượng con người, chất lượng cán bộ. Tinh giản biên chế là vừa phải tinh giản những người năng lực kém, không đáp ứng yêu cầu công việc, nhưng đồng thời phải làm cho đội ngũ còn lại chất lượng hơn. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là nút thắt của công tác tinh giản biên chế thời gian qua. Một phần nguyên nhân là bởi các cơ quan đơn vị chưa xác định đúng chuẩn các vị trí việc làm. Từ cái công việc hàng ngày, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, nó tính ra các cái loại công việc, rồi tính ra các loại đầu công việc, rồi tính cái thời gian, và như vậy chúng ta tính ra được cái biên chế cần thực sự. Thì cái điểm này là tôi nghĩ thời gian qua chúng ta chưa làm được. Đa phần các nơi cũng đều làm rất là con số cộng mà cơ học, rồi tính về số lượng là chủ yếu, cũng ít chú ý về chất lượng. Cái thứ hai, chưa gắn chặt cái giảm biên chế và tinh gọn bộ máy. Điều đó cho thấy xác định vị trí việc làm là giải pháp căn cơ để tinh giản biên chế đạt được hiệu lực, hiệu quả. Phải rà soát, xem xét lại các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, rồi hệ thống việc làm để xác định vị trí việc làm cho nó chuẩn. Cái thứ hai, phải xem xét lại một cái hệ thống, cái chính sách chế độ đối với cán bộ công chức cũng như đối với hệ thống. Cái thứ ba, gắn cái tinh giản biên chế này với cái xác định vị trí việc làm với cái tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến hết năm 2021, lần đầu tiên biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%. Qua sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 đã giảm chi ngân sách nhà nước được 25.000 tỷ đồng. Để góp phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các cơ quan đơn vị cần sắp xếp lại hoạt động, đảm bảo phù hợp với thực tế, đồng thời cần tiếp tục triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương để tạo động lực cống hiến, làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.